Ơi, Tấn xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với nhóm xe cũ Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ đi quay nhanh ba chiếc xe sở hữu một cái màu ngoại thất là màu đồng ánh kim, để cho anh chị nào chúng ta đang có nhu cầu về cái dòng xe này á thì có thể tham khảo và chúng ta lựa chọn nha. Thì trước mặt anh chị đây chính là chiếc Innova với lại là chiếc Fortuner nha anh chị. Ba xe này thì hiện tại đang là chất mộc của xe, bên Thắng mới lấy về và sẽ tiến hành những công đoạn đầu tiên của một chiếc xe cũ. Như là kiểm tra chất lượng 17601 nè, rồi sau đó thì sẽ lái thử, rồi để kiểm tra lại mọi thứ ok hết, rồi mới bước tiếp theo là mới là cái bước làm đẹp xe nha chị, làm đẹp xe bên ngoài, rồi làm đẹp công nghệ Marukuri, xong hết thì sẽ cho bán. Và đối với anh chị nào chúng ta lên trên Thắng để mà mua xe thì bên Thắng vẫn cho anh chị coi cái hiện trạng xe nha. Khi mà anh chị đồng ý mua rồi thì sẽ chờ bên Thắng hoàn thiện xong hết thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe. Đó là quy trình chung của tất cả những cái chiếc xe cũ bên Thắng sẽ bán ra cho anh chị, đều có cam kết chất lượng với lại là bảo hành nha. Rồi, đầu tiên là chiếc Innova số tự động 2020 anh chị. 2020 nha, màu đồng ánh kim, đi được 113.000 cây rồi. Chiếc này thì bên Thắng chào bán mức giá là 640 nha anh chị. Xe này thì nếu như mà đi ít cây số á, đi dưới 100.000 cây thì bên Thắng bán ra đâu đó tầm khoảng 670, nhưng mà xe này đi được 113.000 cây rồi, bên Thắng sẽ bán theo cái tần suất sử dụng xe, cái cây số sử dụng. Và xe thì nó cũng có giá chung anh chị. Xe nào lướt thì anh chị phải bỏ ra số tiền nó tương đối nó cao, còn xe nào đi nhiều thì anh chị sẽ được một cái giá nó tốt hơn. Và anh chị nào chúng ta hiểu về xe thì chúng ta sẽ biết được là cây số nhiều hay là cây số ít thì nó cũng có không quan trọng lắm anh chị. Quan trọng là cái vấn đề mà khách hàng trước á, người ta giữ cái xe kỹ là cái xe nó cứ bền mãi và giá trị sử dụng nó còn mãi cho anh chị nha. Xe này thì chạy xước thì cũng tương đối nhiều anh chị, bên Thắng sẽ cho sơn giáp vòng lại luôn. Có những chỗ chạy xước nè, anh chị để ý thấy nè. Đó, lốp thì còn khá là ok nha, còn rất là dày. Số tự động 2020 nha anh chị. Dòng này thì 8 chỗ rộng rãi, anh chị đi gia đình hoặc là chúng ta kết hợp với kinh doanh dịch vụ đều rất là ok nha. Xe 2020 thì bên Thắng cũng sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp cho anh chị. Anh chị trả trước là 30% nha. Chúng ta góp được 4 năm. Ghế là ghế da nè, đầu DVD cam ve, bên trên thì có một trần rồi. Có cân bằng điện tử. Một chiếc xe 113.000 cây rồi, 2020. Giá là 640 nha. Anh chị nào quan tâm thì có thể lên coi thực tế và chúng ta lái thử anh chị. Rồi, chiếc này là một chiếc xe lướt nè anh chị. Chiếc này là Fortuner 2021 nha. Phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Xe này thì hiện tại đang là sơn zin. Và chủ xe cũng rất là kỹ luôn anh chị. Dán cái keo PVF xung quanh xe luôn để chống chày. Và khi mà anh chị dán cái keo này nó rơi khoảng độ khoảng 30-40 triệu gì đó. Chất lượng nó là khi mà anh chị dán ngoài tiệm khoảng 30-40 triệu nha. Và anh khách hàng thì cũng rất là kỹ và anh đã dán xung quanh xe rồi, cho nên là hiện tại bên Thắng đang giữ lại để cho anh chị có mua thì chúng ta tiếp tục sử dụng, và còn rất là mới luôn anh chị. Chiếc này đi lướt đi được có 13.000 cây số anh chị. 13.000 cây số, lớp liếc được là theo xe hết luôn này. Ghế da còn rất là mới luôn anh chị. Đây cho anh chị coi. Ghế da mới tinh nè. Chiếc này thì thích hợp cho anh chị đi gia đình thôi. Còn anh chị đi kinh doanh dịch vụ thì chúng ta lấy máy dầu nha. Cây số nè, 12.964. Có lại chỉ số trên vô lăng, ga tự động để start up, cân bằng điện tử đầy đủ hết, cấp điện nha. Xe này thì bên Thắng sẽ chào bán mức giá là 975 nha anh chị. 975 triệu. Một chiếc xe lướt rất là đẹp luôn. 2021 thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 5 năm nha. Anh chị trả trước có 25% thôi. Biển số là Sài Gòn luôn nè. Màu ngoại thất cũng là màu đồng ánh kim. Xe này thì hiện tại bên Thắng sẽ không có cho sơn nha anh chị. Không có cho sơn bên ngoài, tại vì nó dán keo quanh xe và nước sơn rất đẹp, cho nên bên Thắng giữ nguyên luôn. Chỉ có kiểm tra chất lượng với làm đẹp Marukuri là chào bán thôi. 975 triệu nha, Fortuner 2021. Rồi, chiếc này là Innova số tự động 2017 nè anh chị. Cũng màu đồng ánh kim luôn. Xe này đi được 131.000 cây rồi. Và giá thành tương đối rẻ, anh chị có 522 triệu thôi. Xe bên Thắng thì cái xe cây số sao thì mình Thắng để nguyên vậy. Và mình sẽ bán theo cái giá trị sử dụng của chiếc xe anh chị. Cái xe nào mình nó đi nhiều quá thì mình Thắng sẽ mua rẻ bán rẻ cho anh chị.
Xe này thì phụ kiện này thì cũng có bọc trần nè, ghế da, chải sàn, đầu DVD, cam ve đầy đủ hết. Xe này anh khách hàng cũng có chạy dịch vụ quá chị, cho nên cây số nó hơi cao nha. Nhưng mà về đâm đụng tai nạn ngập nước thì những cái đó bên Thắng sẽ đã kiểm tra hết rồi và cam kết cho anh chị. Màu ngoại thất cũng là màu đồng minh kim. Và đặc biệt hơn nữa thì xe này cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng nha anh chị. Anh chị trả trước là 30% và chúng ta góp được 3 năm nha. Số tự động 2017. Ngoài ra thì bên Thắng cũng còn rất là nhiều xe anh chị, Innova, Fortuner là những dòng xe chủ lực. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số hotline trên màn hình nha. Số hotline thì bên Thắng sẽ cập nhật cái những cái xe mà bên Thắng đang có để cho anh chị có nhu cầu về dòng nào, yêu thích dòng nào thì bên Thắng sẽ tư vấn rõ hơn về dòng đó. Và về mua xe thì anh chị nào có quen biết ai á, có nhu cầu bán lại xe cũ thì cứ giới thiệu với Thắng nha. Bên Thắng sẽ định giá xe cũ miễn phí cho anh chị. Định giá xe cũ miễn phí và bên Thắng đang đẩy mạnh mua vào tất cả những xe đến từ tất cả các thương hiệu và ở mọi nơi, mọi tỉnh luôn vậy, mọi tỉnh luôn nha, để có thật nhiều xe về phục vụ anh chị. Anh chị có cần gì để mà bên Thắng tư vấn hơn á thì có thể liên hệ qua số hotline nha. Rất cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.